vào khoảnh khắc mà chúng ta quyết thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm để dẫn vào thư viện, ta có thể thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn. Vâng, chính việc đọc sách đã giúp ta có được cách sống, cách nhìn nhận theo hướng tích cực. Và ngày hôm nay, nhóm của chúng mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách. Nó là một góc nhìn đầy nhân văn của vị bác sĩ, hằng ngày chứng kiến những mảnh đời chênh vênh giữa hai bờ sinh tử. Đó là tác phẩm Vô Thường của nhà văn Nguyễn Bảo Chung. Có lẽ chính vì tác giả cũng là một bác sĩ, cho nên ông có được cái nhìn đầy trắc ẩn, khiến cho mọi người phải suy ngẫm về thân phận con người. Vô thường nghĩa là không trường tồn theo thời gian, mọi thứ có thể biến đổi, cũng giống như con người không thể chống lại được quy luật của thời gian, sinh, lão, bệnh, tử. Vô thường giống như một hồi chuông cảnh tỉnh con người chúng ta, nên nhìn nhận cuộc sống lại, yêu thương mọi người xung quanh hơn, trân trọng thời gian bên người mình yêu quý, để không phải ân hận, vì biết đâu lần gặp đó lại là lần gặp cuối cùng. Vô thường có 35 mẫu truyện ngắn, mang trong mình những câu chuyện có thật trong phòng cấp cứu, cùng với những thông điệp được đúc kết lại, làm cho cuộc sống chúng ta bớt khổ đau và nuối tiếc. Từng câu chữ của Vô Thường giúp hàn gắn những vết thương mà mỗi con người phải gánh chịu trong hành trình của cuộc đời. Đọc Vô Thường, mỗi khi hoang mang, buồn bã, giúp cho chúng ta có cái nhìn lạc quan, buông bỏ mọi phù du để cảm nhận cái đẹp của cuộc đời. Vì vậy, bạn hãy đọc Vô Thường, ẩn sâu trong đó có thể là cuộc đời của bạn. Đọc sách với tôi cũng là cả một nghệ thuật, là một quá trình thưởng thức thẩm mỹ. Phải biết chọn sách mà đọc, vấn đề này không mới, nhưng chưa bao giờ là cũ. Sách thì vô vàng, nhưng cũng không ít sách vô bổ. Thậm chí, có sách ảnh hưởng xấu đến người đọc. Đọc sách cũng đòi hỏi người đọc phải có sự tập trung cao độ, nắm bắt thông tin quan trọng, nhanh, cần và đủ. Và đọc sách cũng vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Thế nhưng, văn hóa đọc ở Việt Nam đang dần nhạt phai. Người đọc, nhất là giới trẻ, có xu hướng lười đọc, đọc ít, đọc nhanh. Tâm lý chung của họ là ngại đọc sách dày, ngại đọc sách in, ngại đọc sách về vấn đề lý luận, ngại đọc vì không có thời gian. Điều này đã tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trong thị hiếu đọc của công chúng. Việc hiểu được hành vi, nhu cầu của người đọc trong tiếp nhận văn học cũng là cách mà người ta hiểu văn học tác động đến người đọc như thế nào. Cho dù xã hội phát triển đến đâu, thì việc đọc sách vẫn được đặc biệt coi trọng. Đó là nhu cầu tinh thần cần thiết, bởi văn học với người đọc luôn vĩnh cửu, trường tồn với thời gian. Nó là sự kết nối với truyền thống và hiện đại, giải trí và thẩm mỹ, nhận thức và giáo dục đối với công chúng nói chung và giới trẻ nói riêng. Về phía các nhà văn, nhà xuất bản cần có định hướng đúng đắn trong sáng tạo văn học, in ấn, phát hành, tạo lập một văn hóa đọc lành mạnh và hữu ích. Điều đó rất cần sự giúp đỡ, phối hợp từ nhiều cấp ngành, nhất là trong cơ chế kinh tế thị trường, để có phương hướng xuất bản sách một cách đồng bộ, chọn lọc, hợp lý, góp phần cổ suý và giữ gìn văn hóa đọc ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển.